Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tin Tức Mới. Hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất vào trong ngày nhé. Còn nhớ hồi cuối năm 2019, Lý Nhã Kỳ từng khiến dư luận bất ngờ khi chia sẻ đã kết thúc mối tình sau 9 năm hẹn hò. Thời điểm đó, người đẹp cho biết 9 năm với cô là một giai đoạn đủ đầy cả sức khỏe lẫn niềm tin để nắm một bàn tay, nhưng vừa đáng buồn vừa đáng tiếc khi đến lúc cũng phải buông tay. Mới đây, khi livestream trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ về cuộc sống độc thân từ sau khi chia tay bạn trai 9 năm. Sau đây, mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Còn nhớ hồi cuối năm 2019, Lý Nhã Kỳ từng khiến dư luận bất ngờ khi chia sẻ đã kết thúc mối tình sau 9 năm hẹn hò. Thời điểm đó, người đẹp cho biết 9 năm với cô là một giai đoạn đủ đầy cả sức khỏe lẫn niềm tin để nắm một bàn tay, nhưng vừa đáng buồn vừa đáng tiếc khi đến lúc cũng phải buông tay. Mới đây khi livestream trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ chia sẻ về cuộc sống độc thân từ sau khi chia tay bạn trai 9 năm. Nửa năm qua, người đẹp sinh năm 1982 kín tiếng đời tư, ít tham gia hoạt động showbiz, gần như rút lui về Đà Lạt tập trung chăn nuôi, trồng trọt trong trang trại rộng 50 hectare. Hơn một năm tôi không trang điểm, đồ make up khô kéo lại luôn, khô như chính con người tôi đó. Suốt ngày chân lấm tay bùn, hái hoa, trồng quả, ngắt rau, không có được xinh đẹp chút nào, người đẹp gốc Vũng Tàu chia sẻ. Cô hài hước chia sẻ, vì tham dự một chương trình mới hỏi thăm đến make up, nhưng đụng đến hộp phấn nền thì nó rớt từng mảng. Cô tự nhận mình không còn hợp với trang điểm, muốn để mặt mộc lên sân khấu mà ban tổ chức không cho. Lý Nhã Kỳ không ngại bật mí sự xuề xòa của bản thân khi trở lại cuộc sống độc thân và ít hoạt động showbiz. Mọi người nhìn tôi ngồi live thấy đẹp với fashion, nhưng dưới chân đang mang dép Lào, không liên quan gì tới bên trên luôn. Giờ tôi quen mang dép Lào rồi, không quen mang giày nữa. Bộ quần áo này cũng mua ở chợ An Đông, chợ bán sỉ ở Sài Gòn. Ekip của tôi mất cả buổi chiều để ngồi sâu thêm dây trang trí vậy đó. Cô không ngại thừa nhận đã tăng cân khá nhiều so với trước vì thói quen ăn uống, nhất là khi nghỉ dịch COVID-19. Tôi thấy người mập lại thường thích ăn ngọt, ăn tinh bột, ăn đồ dầu mỡ và hay bị đói. Tôi như vậy đó, trước dịch tôi có 50kg, giờ lên 55kg luôn rồi. Lý Nhã Kỳ tâm sự. Cùng trong livestream khi được người hâm mộ hỏi chuyện khi nào kết hôn, cô cười cho biết bản thân không rõ khi nào mình lấy chồng. Tôi đã dùng hết mọi cách rồi, bó tay, nên hôm nay quyết định ra ngoài để kết tóc xe duyên với ai đó để hốt người đó về. Chia sẻ với kế hoạch trở lại showbiz trong thời gian tới đây, nữ diễn viên mùa hè lạnh tiết lộ sẽ đi liên hoan phim. Tuy nhiên do thời điểm này liên hoan phim Cannes chưa tổ chức được, có lẽ sang tháng 9, nhưng chắc chắn cô sẽ cùng ekip khoảng 7-8 người đi cùng để hỗ trợ về thời trang và make up. Trước đó, trong đêm Giáng sinh, Lý Nhã Kỳ xúc động trao tặng resort cho mẹ. Cô chia sẻ câu chuyện cuộc đời khiến các khách mời chạnh lòng. Ngày xưa dù nhà nghèo nhưng tình cảm bố mẹ Lý Nhã Kỳ vô cùng ấm áp hạnh phúc. Khi đó bố từng hứa đưa mẹ Lý Nhã Kỳ đi Đà Lạt vì vùng đất này là thiên đường hoa. Tuy nhiên do căn bệnh và gia đình, ông chưa thực hiện được lời hứa. Nói về việc quyết tâm xây dựng lên ý tưởng resort để khai trương vào ngày đặc biệt này, nữ doanh nhân khẳng định bất kỳ việc gì có thể làm cô đều sắn tay áo vì muốn thực hiện trọn vẹn ước mơ của bố dành cho mẹ. Không chỉ đưa mẹ lên Đà Lạt như lời hứa của bố, Lý Nhã Kỳ kính tặng bà khu nghỉ dưỡng mà cô đã cật lực xây dựng trong 4 tháng qua. Biết mẹ thích bài Anh Còn Nợ Em, tất cả các nghệ sĩ gồm nghệ sĩ Thanh Bạch, Đại Nghĩa, Quỳnh Hoa, Vũ Thu Phương, nhạc sĩ Minh Anh, Pha Lê cùng hòa giọng trong ca khúc này trong đêm Giáng sinh. Lý Nhã Kỳ cho biết đây là đêm Noel hiếm có trong đời khi được vui và hết lòng với nhau như vậy. Khi xảy ra biến cố mới biết đến nhiều người yêu thương, trân trọng, sẵn sàng ở bên tôi. Các nghệ sĩ luôn bận rộn mùa Giáng sinh và Tết, dịp dành cho gia đình. Nhưng mọi người đều nhận lời vượt đường xa xôi đến đây. Tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Có thể trong cuộc sống gặp nhiều tổn thương, mất mát thiệt thòi. Giờ tôi có được những người bạn trong giới nghệ sĩ chân tình như thế. Xin mãi mãi trân trọng. Nữ diễn viên bộc bạch. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là Tin Tức Mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!